À, chào các bạn nha. Hôm nay thì quay mấy cái chân chậu trơn 8 tấc nha bạn. Thì quay cái lồng cát trước. Hút cái nó ra đi chứ không kìa. Nó đẹp trời. Trời trong nó đẹp nhưng không hút ra. Rồi các bạn mình pha cái hồ cát mình chế qua một lớp nha bạn. Để tiến hành vô kẽm. Các bạn theo dõi quá trình làm, bước nào nó theo từng bước, những cái bước nó lên hồ khác nhau, mình theo dõi mình làm chân cho nó nhanh. Đây là cái chân tám mình tương đối cũng hơi khó quay xíu. Cái thai của nó dùng dao lên cho nó được nghe chưa? Đây các bạn vô kẽm bên dưới là kẽm 4 ly nha bạn. Bạn qua thêm lớp hồ các bạn vô thêm cộng kẽm ở trên cũng 4 ly nữa. Đó các bạn bỏ thêm cộng kẽm ở trên là xong nha bạn. Kẽm 4 ly hết. Cái phần trên thì nó hơi khó quay đó, mình đi hồ làm sao cho nó dẻo dẻo được đặt đó. Nó mau lên nha bạn. Thì trong quá trình làm các hồ khô, ướp bằng các hồ khô. Hoàn thành cái chân chậu 8. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ba người tiêu rồi á. Chào nó quay rồi. Cái đôn đã lên hình đầy đủ nha bạn. Đó, đi cho nó đầy hồ như thế này. Xong rồi mình đi cái hồ lỏng cho nó già, đi láng. Đó, láng như dân bên kia vậy đó. Nên mình đi hồ dầu. Chọn hồ dài dài xíu đi láng cho nó nhanh nha bạn. Thì cái chân tám lên hình như thế này là các bạn thấy là nó khỏe rồi đó. Đi qua lớp đi hồ dầu là hoàn thiện cái chân tám. À, bên cơ sở có bánh khuôn bánh chậu luôn, các bạn nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại trên cái màn hình video giúp chúng nha. Kéo vào vườn lá ngô các bạn. Ơi nó có ướt quá rồi, mình gắt xi măng khô lên nó gáo cho nhanh. Kéo bằng vuốt nha, vuốt lắp những cái chỗ nào mà nó còn cái lỗ hang các bạn lắp lại, lắp cho nó liền luôn. Đó, quay như vậy nha bạn. Nó cơ bản vậy thôi, mình đi hồ dầu là được rồi. Ê, chuẩn bị đi hồ dầu nha, hoàn thiện cái chân tám nha bạn. Rồi, cài dặn hết rồi. Rồi, chạy bóng đẹp quá bạn, đi quận hai quận bóng ba bóng coi bóng lấy ra luôn đi em ơi, đẹp quá. Hoàn thiện cái chân tám nha bạn, các hồ hút hồ mình lấy ra nữa là xong. Đây là những cái chậu tám quay ngày hôm qua lật lên nha bạn. Đó, chậu tám quay dán chữ đó, khách đặt đó. Bạn thấy là rất là láng, rất đẹp nè, cát mới sàn làm.
đẹp luôn, rất là nét luôn. Chưa có quét hậu dầu gì hết trơn mà không thấy à. Cạo sắc nét rõ ràng. Được 4 cái nha bạn đó. Em đang làm nha bạn. Em mình đã làm kỹ dữ lắm. Còn quét hậu dầu nữa là quét cái hậu dầu bên trong cái chậu cho đẹp. Chưa quét các bạn thấy là chậu nét cỡ này. Hơn em nữa các bạn. Đó các bạn chọn cái hồ dầu lỏng các bạn quét cái lòng chậu nha bạn. Quét ở trên miệng rồi ở dưới luôn. Đó, các bạn quét gì đây là nó giúp cho nó đẹp hơn nha. Đó, mình quét qua lớp các bạn thấy nó khác liền ha. Khô quá mình sơn lên. Để trong mát trong ngày hôm nay thì mình ngày mai mình đem ra ngoài mình phơi mình khô rồi sơn mình kịp giao cho khách. Chậu 8 tấc chữ này là cái chậu này là mã đá thành công nè, 8 tấc mã đá thành công. Bên đây là An Khang Ninh Dưỡng, còn bên đây nữa Vạn Sự Như Ý. Chậu 8 dán rất là nhiều mẫu. Chậu 8 mình khách hàng dễ mua lắm, dán nhiều mẫu qua văn lắm. Mình có bán qua văn luôn, qua văn bán khuôn luôn. Đó bạn thấy là quét đẹp liền nha, khác liền nha. Chậu này chậu chưa quét nè. Chậu này quét hồ dầu rồi nó khác nha bạn. Hôm nay chúng có mấy cái bộ khuôn mà chuẩn bị đóng gói giao cho khách. Thì khuôn là kỳ hôm Tết bữa mùng 9 á. Thì khách hàng khai trương, thì khai trương khách hàng đặt nha bạn. Thì chúng đã làm xong những cái bộ trơn. Thì trên đây là những cái bộ trơn, còn những cái bộ chữ thì cũng đang trong quá trình làm á. Bộ chữ thì đang cũng đang đổ cho khách nè. Đó. Thì sắp tới là những cái bộ khuôn có chữ chúng sẽ gửi sau cái đợt này. Thì trên đây thì có một số cái bộ trơn nó cơ bản đây. Đây là cái bộ 6 tấc nè, 6 tấc trơn. Nó gồm cái bộ dao chân đôn với cái bộ dao chậu đó nha bạn. Bộ dao 6 khách hàng đặt nè. Đây là cái miếng khuôn nè. Đó, chắc chắn đàng hoàng nha bạn. Đó thì đây là cái khuôn quay chậu 6 tấc. Nó gồm cái miếng khuôn, miếng gạch cát. Cơ bản đơn giản như thế thôi. Những cái bộ dao này để mình quay chậu tròn mình sơn đỏ mình bán. Còn bên đây là cái bộ 1 mét nè. 1 mét nó cũng có cái bộ dao chậu với miếng gạch cát nha bạn. Khuôn này chắc chắn đàng hoàng có sắc nẹp nè. Đó. Khuôn chắc chắn đảm bảo các bạn xài đó. Nhiều khi các bạn nói là tôn làm mỏng quá nó không chắc. Thật sự là rất là cứng nha bạn, tại vì có sắc nẹp. Thì ở đây chung quay chậu sao thì khuôn chung cũng làm y chang vậy thôi, bán cho khách thôi. Mình đảm bảo mình bán cho khách được nha bạn. Mình khuôn nữa nó yếu xìu về nó quay lắc lư tới lắc lay luôn. Lung qua lung lại nó khó đi bóng cái chậu nha bạn. Đó là cái đây là cái 60, bên đây là cái 1 mét. Còn bên đây là cái loại mét 2 chữ. Mét 2 chữ thì khách hàng chỉ đặt có bộ dao đây. Chữ khác thì nó có chân giả nè, chân giả nè. Với cái miếng gợi âm để mình quay âm để mình dán chữ với quay văn đây. Thì khuôn nó cũng tương tự miếng khuôn miếng gạch cát. Còn bên đây là cái bộ dao đôn xay 7 tấc. Thì khách hàng mua đôn xay này để đi về mình làm để mình để chậu lên cho nó xay đấy các bạn. Có bộ combo 80 luôn nè. Đó. Thì trên đây là cơ bản những cái bộ khuôn mà chúng gửi khách hàng hôm nay. Thì bây giờ chúng tiến hành đóng gói vậy gửi. Đó thì những cái khuôn chúng đã đóng gói như thế này nha bạn. Đó. Như thế này thì an toàn này. Thì khách hàng nhận hàng thì vui lòng mình tháo băng keo ra, mình gửi cái bao ra để mình kiểm tra khuôn mình trước khi nhận hàng, thanh toán cho nhân viên giao hàng. Thì hôm nay chúng đổ được mấy cái chữ nè, đổ mấy cái chữ để gửi cho khách nè. Các bạn thấy nè, ở đây là chữ thành nè, mới đổ ra lấy khuôn các bạn thấy là nét silicon, các bạn khỏi lo về cái độ nét rồi, rất là nét. Mình đổ ra mình lấy cái quay văn rất là đẹp đó. Đổ được mấy cái bộ chữ phúc thọ nè, chữ chúc mừng năm mới đó. Thì chúng đổ lấy được mấy cái khuôn rồi. Dự định thì mấy cái khuôn này chắc là thứ hai này mới gửi cho khách được nha bạn. Đó. Thì trong thời gian sắp tới chúng tiếp tục hoàn thiện những cái khuôn.
để mình gửi cho khách, thì khách hàng đặt trước đặt sau gì mình đặt trước thì có trước nha bạn, đặt sau thì mình có sau đó. Thì tranh thủ chúng sẽ làm sớm nhất có thể để khách hàng mình có khuôn để mình sản xuất chậu. Đó là những cái đó, những cái chữ nha bạn, những chữ nét như này để mình lấy ra những cái khuôn cho nó nét đó. Giờ thì đi gửi cho khách các bạn ơi. Thì trên đây là những cái chân đôn, chân đôn 8 tấc nha bạn, đã quay hoàn thiện. Thì em vợ của mình quay hôm nay được buổi chiều, nhưng quay được 4 cái á, còn quay thêm cái chậu đang quay gà cát nha bạn. Đây là em Khang nè, vào Khang, em Thức đó nha bạn. Đó, ba người bạn áo ba màu rất là nổi nha bạn. Thì trên đây là toàn bộ những cái lô chậu của khách hàng đặt 10 cái thì cơ sở đã làm hoàn thiện rồi. Nói chung là hôm nay đã xong rồi. Thì dự kiến thì thứ hai, thứ ba được khô, mình sẽ tiến hành mình sơn, mình giao cho khách cho hoàn thành cái lô 10 cái nha bạn. Đó. Thì cơ sở vẫn tiếp tục sản xuất chậu. Các bạn nào mình có cái muốn cái mẫu chậu nào thì tới cơ sở tham quan, hoặc là có thể là lên kênh YouTube để tham khảo thêm một số cái mẫu. Thì video tới đây thì hôm nay thì cũng xin kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.